Trường Sơn năm 2019. Không thể nào hình dung, xưa kia đây là một chiến trường vô cùng ác liệt, khủng khiếp đến ngọn cỏ cũng không thể sống nổi. Thế kỷ 21, nhiều cung đường, nhiều trọng điểm ác liệt của Trường Sơn năm nào đã thành phố thị, thành những tuyến du lịch sinh thái, khiến du khách khắp năm châu bốn bể phải tìm đến bởi sự yên bình cùng một vẻ đẹp như tranh của Trường Sơn. Sáu mươi năm đã trôi qua, những cánh rừng trơ trụi ngày nào đã hồi sinh, song nỗi đau, sự mất mát và những ký ức về Trường Sơn thì vẫn nguyên đó. Đây là những người trong cuộc, những chiến sĩ quả cảm còn sống để về nhà, để Trường Sơn đã trở thành một ký ức thiêng liêng không thể nào quên. Bởi dưới những tán rừng lặng lẽ là đồng đội, biết bao người đã mãi mãi không bao giờ được về nhà, mãi mãi nằm lại đây, thành hồn thiêng sông núi giữa đại ngàn bao la của Trường Sơn. Hàng vạn ngôi mộ và vô số nghĩa trang nằm dọc Trường Sơn. Có lẽ tất cả bắt đầu từ một câu chuyện bi thương của lịch sử. Sau Hiệp định Geneva năm 1954, vị tuyến 17 đã trở thành giới tuyến tạm thời trong 2 năm. Thế nhưng, Hoa Kỳ đã hậu thuẫn chính phủ Việt Nam Cộng Hòa để cuộc tổng tuyển cử tự do thống nhất hai miền Nam Bắc đã không diễn ra theo tinh thần của Hiệp định Geneva. Cây cầu Hiền Lương bắc ngang sông Bến Hải trở thành nơi chia cắt hai miền Nam Bắc trong suốt 21 năm trời. Tiếp đó, từ năm 1955, Mỹ bắt đầu viện trợ quân sự để chính quyền Việt Nam Cộng Hòa truy sát, trả thù đẫm máu hàng ngàn cán bộ kháng chiến và những người dân yêu nước ở miền Nam. Đây cũng là một hành động vi phạm những điều khoản có trong Hiệp định Geneva. Trước tình hình ấy, tại Hà Nội, tháng Giêng năm 1959, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chủ trì Hội nghị Trung ương lần thứ 15 và ra nghị quyết phải giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Để triển khai nghị quyết 15, nghị quyết mang một ý nghĩa lịch sử vô cùng quan trọng. Bộ Quốc phòng đã giao cho Trung tướng Nguyễn Văn Vịnh, một người con của miền Nam lúc ấy đang là Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, trực tiếp làm việc với đồng chí Võ Bầm, quê ở Quảng Ngãi, đã từng tham gia chống Pháp và có nhiều năm làm chính ủy trung đoàn ở Liên Khu 5, chịu trách nhiệm đứng ra thành lập lực lượng tối mật này. Sau một thời gian chuẩn bị, ngày 19 tháng 5 năm 1959, lực lượng đầu tiên được giao mở đường Trường Sơn ra đời. Có lẽ vì thế, sau này được gọi là đoàn 559 hay đường dây 559. Tên đầu tiên là gọi là đoàn quân sự đặc biệt. Đồng chí Võ Bấm được giao làm đoàn trưởng kiêm chính ủy. Để làm cái việc này thì đồng chí đã thì chọn là 500 quân, 500 người. Đều là những chiến sĩ, cán bộ chiến sĩ đã chiến đấu ở khu Nam và am hiểu chiến trường, đường đi đấu lại. 500 người con Liên Khu 5, tương đương một tiểu đoàn, được biên chế vào một đơn vị gọi là đoàn 301. Đây chính là đơn vị vận chuyển đầu tiên của Trường Sơn. Thượng tá Võ Bầm đã trực tiếp tổ chức nhiều chuyến đi bí mật, khảo sát tuyến đường vận chuyển và đi đến nhận định: chúng ta sẽ không chỉ phải đối mặt với kẻ thù bằng xương bằng thịt, mà trước tiên là phải đối mặt với sự khắc nghiệt của địa hình, khí hậu núi rừng Trường Sơn. Xuất phát từ Khe Hó, một địa danh ở phía tây Vĩnh Linh, Quảng Trị, những chuyến vận chuyển đầu tiên được thực hiện hoàn toàn bằng sức người. Băng rừng, vượt đèo, vượt suối vô cùng gian nan, các chiến sĩ dũng cảm đầu tiên của đoàn quân sự 559 đã vận chuyển được rất nhiều tài liệu, sách báo, hàng ngàn khẩu súng trường và đưa được hơn 500 cán bộ chiến sĩ vào chi viện cho chiến trường miền Nam. Để không cho địch biết ta đưa lực lượng vào miền Nam, đưa trang bị vũ khí vào miền Nam, cho nên đầu tiên hết sức bí mật. Tất cả những cái gì dấu tích của miền Bắc đấy là hết. Đi không dấu, nó không khó, nó không tiến, ở không nhà. Những chuyến vận chuyển vô cùng gian nan vất vả, đặc biệt khó khi phải đi qua vùng địch kiểm soát, nhưng cũng đã cho các chiến sĩ nhìn thấy một đời sống quá đói khổ của đồng bào, nhất là người Vân Kiều ở phía tây Quảng Trị, Thừa Thiên Huế. Biết được tin này, trong một lần đồng chí Võ Bẩm lên báo cáo, Bác Hồ đã chỉ thị bằng mọi cách phải vận chuyển được 30 tấn gạo để cứu đói cho bà con. Dùng sức người mang vác thì không chỉ vất vả mà hiệu quả vận chuyển lại rất thấp. Vì vậy, hàng trăm xe đạp đã được sử dụng để thổ hàng.
Tiếp đó là dùng sức của voi, ngựa. Bằng những phương cách này, chỉ sau mấy tháng, theo lời dặn của bác, 30 tấn gạo đã được đưa vào vùng núi phía tây tỉnh Thừa Thiên Huế để cứu đói cho bà con. Sử dụng đàn voi, ngựa chở hàng hóa ra cũng rất tốn kém bởi phải lo nuôi chúng. Xe đạp thì không phải lúc nào cũng có đường đi, nên cuối cùng dùng sức người vẫn là chủ yếu. Cùi thô thì sức người không thể nào vận chuyển hàng hóa được vào nhiều cho chiến trường, cho nên đã đưa cơ giới vào. Cuối năm 61, đầu năm 62, chúng tôi là những chiến sĩ lái xe đầu tiên để chở hàng vào trong chiến trường. Mà lúc bây giờ thì bí mật, xe chỉ đến làng Ho, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình. Số lượng lúc bây giờ chỉ có một đại đội, hơn 30 cái xe. Mà mỗi xe chỉ chở có 1,5 tấn, rất ít. Sau đó thì đến mùa khô, năm 61, 62 thì đi thí điểm. Chuyến đầu tiên là 40 xe, đi đường 12, vượt bãi Dinh, cổng trời, Cha Lo, sang bên Lào, đến làng Khằng. Đi qua bản Chiêm Phang, Bắc Qua Năng, bản Sóc Pén. Sau đó đến đường 9, bên Lào, tức là Tây Trường Sơn ấy. Thế và sau đó thì đến cái bờ sông Sê Pôn ở chỗ bản Đông. Việc thử nghiệm vận chuyển bằng xe ô tô lật cánh sang Tây Trường Sơn, tức qua Lào, đã đưa lại kết quả khả quan. Chỉ cần một vài xe chở hàng đến nơi chót lọt đã bằng cả đại đội cùi thô hàng tháng trời. Vì vậy, sau đó đã có hàng trăm xe ô tô được đưa vào chạy trên tuyến đường này. Vận tải cơ giới đã chính thức có mặt tại Trường Sơn. Hiệu suất vận chuyển đã được cải thiện một cách rõ rệt. Tuy nhiên, sự êm ả cũng không được bao lâu, bởi tuyến đường này hay bị ngập úng, nhất là mùa mưa, xe không thể chạy được. Rồi kẻ địch cũng bắt đầu phát hiện ra và đánh phá, ngăn chặn. Việc đòi hỏi phải phát triển thêm các tuyến vận tải quy mô lớn để lấy vận tải cơ giới làm chủ đạo mới có thể chi viện nhiều hơn cho miền Nam đã trở nên cấp bách. Trước yêu cầu nóng bỏng ấy, đầu năm 1965, Thiếu tướng Phan Trọng Tuệ, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải, được điều vào làm tư lệnh kiêm chính ủy đoàn 559. Nhận thức rõ, đường xá chính là mạch máu sống còn của Trường Sơn, nên bên cạnh việc cho sửa chữa, thi công nhiều tuyến đường, đồng chí Phan Trọng Tuệ đã ngay lập tức cho triển khai mở thêm một tuyến đường ngang chạy sang Tây Trường Sơn, gọi là đường 20 Quyết Thắng. Một tuyến đường sau này mang một ý nghĩa lịch sử vô cùng quan trọng. Do vị trí xây dựng ở địa hình vô cùng hiểm trở, phức tạp, nên đường 20 được coi là một công trình liên bộ, liên ngành. Ngoài lực lượng công binh Trường Sơn, đặc biệt một lực lượng lớn nam nữ thanh niên xung phong tại Quảng Bình và nhiều tỉnh thành khác được điều vào để ngày đêm phá núi mở đường. Lúc chúng tôi làm là phá núi để mở đường thôi. Chỗ nào lầy thì chặt gỗ, đặc biệt thanh niên xung phong, chặt gỗ trải làm lóng đánh cho xe chạy. Còn chỗ nào mà không lầy thì xe cứ thế đi, chứ làm gì có rải đá được nhiều. Mặc dù công tác bí mật được đảm bảo tối đa, song ngay từ lúc mở đường, địch đã phát hiện được và đánh phá vô cùng ác liệt. Con đường này lúc xây dựng cho là phát hiện rồi. Và phát hiện ra nó đánh cực kỳ bé ác liệt, đủ các loại bom đạn. Nó vừa đánh mình vừa mở. Và chính vì vậy ta mới gọi là quyết thắng là chỗ đấy. Thế con đường 20 quyết thắng này nó có 3 cái vị trí quan trọng về chiến lược. Thứ nhất là nó tránh được vận chuyển được tứ mùa. Thứ hai, cung của nó rút ngắn được. Cả con đường dài là 120 cây số. Và cái thứ ba nữa là trước đây chỉ có một đường 12 cổng trời ra làng Khằng đi Lùng Bùng. Nhưng bây giờ thêm con đường 20 nữa thì địch không thể tập trung vào đường đánh hai con đường, thì rõ ràng mức độ đánh phá nó cũng giảm đi. Sau Thiếu tướng Phan Trọng Tuệ, từ cuối năm 1965, Trung tướng Hoàng Văn Thái, lúc đó là đại tá, được cử vào Trường Sơn làm tư lệnh đoàn 559. Và rồi, trước đòi hỏi ngày càng lớn của chiến trường, từ năm 1967, đoàn 559 được phát triển lên cấp quân khu. Ngày 1 tháng Giêng năm 1967, Trung tướng Đồng Sĩ Nguyên, lúc đó là đại tá, được cử làm tư lệnh Bộ Tư lệnh 559. Đến ngày 29 tháng 7 năm 1970, Bộ Tư lệnh 559 thành Bộ Tư lệnh Trường Sơn. Từ đây, Trường Sơn chính thức trở thành một chiến trường và người tiếp tục được giao nhiệm vụ lãnh đạo là đồng chí Đồng Sĩ Nguyên, Tư lệnh Bộ Tư lệnh Trường Sơn cho đến ngày thống nhất đất nước. Có thể nói, tướng Đồng Sĩ Nguyên là vị tư lệnh đã để lại dấu ấn đậm nét nhất, đã lập nên nhiều kỳ tích khi tổ chức được thế trận giao thông liên hoàn. Tướng Đồng Sĩ Nguyên còn được mệnh danh là người giăng lưới lửa trên đỉnh Trường Sơn, là kiến trúc sư của tuyến đường hầm màu lam. Trường Sơn đạt được chết vào năm 65-66. Dừng năm mà nó tập trung cao điểm, nó dội
P52 về cái tòa độ P52 của tòa độ vào nó đánh cả tập thể lớn và nó đánh cả từng góc ngách. Do địch đánh phá ác liệt gây tổn thất cho nên là những đồng chí lãnh đạo cũ thường là lấy phòng tránh là chính. Đồng chí Đồng Sĩ Nguyên là người nghiên cứu rất kỹ về cái tình hình chiến trường. Thì khẳng định thế này, muốn chiến đấu được, giành thắng lợi thì phải biết địch của ta. Địch mạnh là dùng nhiều trang bị vũ khí, nhiều máy bay. Tuy nhiên, một cái chiến trường rộng lớn như Trường Sơn thì địch không thể đánh hết cả một lúc tất cả các nơi. Thì đồng chí Đồng Sĩ Nguyên khẳng định là dưới đất ta là người làm chủ. Vì vậy cho nên thực hiện cái quyết tâm là đất địch mà đi mở đường mà tiến, đất địch mà đi đuổi đường mà tiến, đó là cái quyết định rất đúng đắn. Vì sao? Phải đánh địch trả rồi ta mới đi được. Đấy là cái việc mở đường mà tiến, tức là chúng ta mở rất nhiều đường. Để đến chỗ này thì ta đi chỗ khác, để đến giờ này thì ta đi giờ khác. Tôi đi một lèo rồi thị sát xong rồi tôi phát hiện rồi về rồi làm cái đường chạy xe ban ngày, gọi là đường kín, sử dụng rung đoàn xe chạy ban ngày. Lúc cái vận tải nó mới đưa nâng cái hiệu quả gấp bội. Mình muốn chạy ban ngày thì phải có cái đường cho xe chạy ban đêm mà thu hút được địch vào đấy. Vì mà có thể bị thiệt hại một vài xe, nhưng mình thắng lợi hàng nghìn xe. Dưới những tán cây tầng tầng lớp lớp của đại ngàn Trường Sơn, Tư lệnh Đồng Sĩ Nguyên đã mở những con đường cho ô tô chạy mà kẻ địch không thể phát hiện được. Đây chính là những tuyến đường được gọi là đường kín. Tướng Đồng Sĩ Nguyên là vị tư lệnh sâu sát từng cung đường, từng trọng điểm, từng đơn vị. Cho dù có những lần bom địch đã ném trúng cả xe ông, nhưng ông vẫn thoát để tiếp tục chỉ huy bộ đội Trường Sơn đến ngày toàn thắng. Tư lệnh Đồng Sĩ Nguyên cũng là người đề xuất xây dựng binh chủng hợp thành ở Trường Sơn và cùng hàng vạn chiến sĩ Trường Sơn tạo nên những trận đồ bát quái, thần tốc đưa những đạo quân chủ lực từ miền Bắc vào miền Nam. Trường Sơn ngày ấy có thể nói có đầy đủ các quân binh chủng để đảm bảo các tuyến vận tải luôn được thông suốt. Địch bắn phá đường này, ta sẽ đi đường khác. Địch đánh đường hở, ta đi đường kín. Địch đánh ngày, ta đi đêm. Địch đã huy động các loại vũ khí tối tân hiện đại nhất, kể cả B-52, loại máy bay có sức hủy diệt lớn nhất lúc bấy giờ. Song trước sự dũng cảm mưu trí của các chiến sĩ Trường Sơn cùng với một mạng lưới đường như trận đồ bát quái, khiến kẻ địch phải bất lực. Sau chiến dịch đường 9 Nam Lào, Mỹ đã thừa nhận không thể nào chặn được những đoàn xe chi viện từ Bắc vào Nam. Mỹ chấp nhận thua cuộc. Cầu Long Đại. Thời chiến tranh, đây là một bến phà. Phà Long Đại được coi là cửa ngõ vào Trường Sơn. Chính vì thế, đây là một trong những túi bom, một trọng điểm đánh phá ác liệt nhất của địch. Ác liệt đến mức các chiến sĩ còn gọi đây là phà Long Đầu. Cái phà này này, nó đánh phá từ năm 64, thế và ác liệt từ năm 68. Chúng tôi đi qua đây là phà kéo tay. Thế thì kể cả lái xe cũng tham gia kéo phà, kể cả anh em đi vào chiến đấu miền Nam đấy, ô tô chở đến đây cũng xuống để kéo phà. Mỗi cái phà ấy thì chở được 2 cái xe gác 63 thôi. Anh vào đây từ năm 60? Tôi vào đây từ cuối năm 61 là phụ xe đấy cho anh Hùng Trần Minh Khâm sau này đấy. 68 nó đánh ác liệt quá thì cái bộ mới điều chung là công binh cầu phà 249 của bộ tinh binh vào đây. Toàn bộ cái này là bom phá tàn ra hết. Đấy. Và từ trường nó thả xuống, nó thả tức là dọc con sông này. Thì công binh ấy là dùng cái cano và giao cho một đồng chí lái cano này chạy trên sông này để phóng từ, để cho nổ, để cho phà đi. Gọi là cano bất khuất tại phà Long Đại. Rất nhiều đồng chí đã hy sinh. Bộ đội công binh gọi này, đây là phà Long Đại, gọi là phà Long Đầu. Trong chiến tranh thì trước hết là phải có đường. Con đường nó quyết định, một trong những yếu tố quyết định cho cái cuộc chiến đấu đó, tức là thắng lợi hay không thắng lợi. Cho nên là nhiệm vụ của công binh là mở đường mới này, mở đường tránh này, thế rồi phá bom mìn này, rồi đảm bảo giao thông ở các cái trọng điểm. Đường Trường Sơn có 21 trục ngang chính và 5 trục dọc. Trục dọc thứ nhất là trục dọc của Đông Trường Sơn từ Nghệ An vào đến Bình Phước. Thế còn bên Lào có 4 trục dọc. 4 trục là mình gọi là Tây Trường Sơn qua 7 tỉnh của Lào và 3 tỉnh của Campuchia. Năm 68 đấy, kéo pháo vào, năm nó đánh ác liệt lắm.
rừng rú lúc đó là nó cháy hết, bom cháy trụi hết, cứ tìm cái cao xạ bọn nó tiêu diệt được nữa, vì lực lượng lúc bấy là rất ít, có lúc phải quyết liệt, phải giữ bắn bằng được để cho nó đánh sai mục tiêu của nó. Thế cũng có lúc chưa được lệnh thì chưa được nổ súng, bắn lên để nổ, đánh xuống là tiêu hao lực lượng, không có lực lượng để bảo vệ tuyến hành lang, lúc bấy là bắn theo lệnh vào trên. B-52 bay độ cao rất cao, 10 cây số. Vì vậy mà tất cả các lực lượng phòng không khác là không thể tiêu diệt được. Do đó tiêu diệt máy bay B-52 là nhiệm vụ chính của lực lượng tên lửa để bảo vệ cho đội hình binh chủng Hợp Thành, gồm các lực lượng bộ binh, xe tăng, pháo binh, thông tin, các đơn vị đảm bảo và đặc biệt là phòng không. Đường Trường Sơn mở đến đâu thì có lực lượng phòng không bảo vệ đến đấy. Chúng tôi là lực lượng được bố trí sát đội hình binh chủng Hợp Thành nhất và cũng là cái ô che cho binh chủng Hợp Thành ở dưới mặt đất hoàn thành nhiệm vụ. Lính bộ binh Trường Sơn có hai giai đoạn. Giai đoạn thứ nhất là giai đoạn những năm 60, bộ binh chúng tôi thực hiện những trận đánh không cho địch nấm ra, giam chân địch ở đồng bằng, ở khu vực Quảng Trị và Huế, bảo vệ đường mòn Hồ Chí Minh. Giai đoạn thứ hai là giai đoạn những năm 70, lúc bây giờ là chúng tôi là đơn vị sư đoàn 968 cùng với quân Pha Thế Lào đánh địch để bảo vệ toàn bộ cái hành lang phía tây của đường Hồ Chí Minh. Tôi đánh ở phía nam Lào này khoảng gần 100 trận, có những ngày đánh 2 trận 3 trận, có những ngày đánh nhiều trận mà tôi không phải là cái người đứng bên ngoài, trung đoàn trưởng là người trực tiếp phải mò vào đến những cái hàng rào cuối cùng mới quyết định được cái hàng rào đó phải dùng bộc phá nào đánh, lực lượng nào công binh nào đánh, và đánh là dùng hỏa lực dập, và là sau đó toàn bộ lực lượng xung phong là nhất nhất như một. Ai mà chả muốn sống, nhưng mà nghĩ đến cái sống thì đương nhiên cái chết nó sẽ ập đến ngày. Chỉ bằng một câu nói với mọi người, với thôi chúng ta cùng nhau chiến đấu lần này, chết thì thôi. Với tinh thần của bà Trưng, bà Triệu, giặc đến nhà đàn bà cũng đánh. Rất nhiều cô gái tuổi 18 đôi mươi đã xung phong lên đường, gia nhập đội ngũ của những người lính xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước. Cũng trèo đèo lội suối băng rừng giữa mưa bom bão đạn của kẻ thù như những người đàn ông. Các chị đã có mặt ở tất cả các lực lượng, tài đạn, giao liên, thông tin. Hùng hậu đông đảo nhất là lực lượng nữ thanh niên xung phong làm nhiệm vụ mở đường, sửa đường, phá bom mìn để thông đường cho xe qua. Đặc biệt còn có cả những đơn vị lái xe toàn phụ nữ. Và có lẽ người phải chứng kiến nhiều nhất nỗi đau đớn về thể xác và sự ra đi của những người lính Trường Sơn là các nữ chiến sĩ quân y. Tôi ao ước muốn khoác áo lính và được vào quân y thì tôi làm đơn lại xin đi vào chiến trường. Năm 66 là tôi đi nhập ngũ, là lúc ấy tôi có 15 tuổi. Vào đến đất lửa Quảng Bình đấy, được phân về cái bệnh xá làm việc. Lúc mà nhìn thương binh vào thì cái vết thương chưa được xử lý, nó nhầy nhụa, nó máu mê ấy, thì nói chung cũng rất là sợ. Lúc bấy giờ là nhân viên y tế hy sinh cũng nhiều lắm, bởi vì dọc đường là bị bom. Máy bay là đánh rất là ác liệt cái phả long đạn, xăng chảy ra tràn một cái mặt sông ấy, là cháy phừng phừng cả cái dòng sông. Thì thương binh khi vào chỗ chúng tôi thì gần như là cháy đen. Và khi mà mình đi xuống để tiêm cho thương binh ấy, thì thương lắm, bởi vì cái da của người ta nó đã cứng như như là thịt quay ấy, mà rán giòn ấy, không đâm được vào. Nhìn tôi chỉ muốn khóc thôi. Đến năm 68 mà vào chiến trường sâu hơn nữa thì có những cái ca thương binh thì vì lâu ngày chuyển ra chúng tôi là đã các cái vết thương như ở mặt hay ở hốc mắt các thứ là có giòi. Chứ khi mà nhỏ y te vào thì giòi bỏ ra phải lấy cái panh cắt từ nó giòi. Những cái là thương lắm, vừa thương vừa xót xa. Với tinh thần dù có phải đốt cháy cả dãy Trường Sơn cũng phải tiến về Nam thống nhất đất nước, nên còn có nhiều, nhiều lắm những lực lượng đã có mặt trên các tuyến đường Trường Sơn ngày ấy. Có một lực lượng thoạt tiên nghe có vẻ lạ là bộ đội xăng dầu hay bộ đội đường ống. Tư lệnh Đồng Sĩ Nguyên đã có lần nói, nếu việc xây dựng tuyến đường Trường Sơn được coi như một huyền thoại, thì việc bộ đội đường ống làm được một hệ thống dẫn xăng dầu vào tận miền Nam có thể ví là một huyền thoại trong huyền thoại. Hãy thử hình dung, nếu không có xăng dầu đưa vào Trường Sơn thì làm sao xe có thể chạy, các loại máy móc làm đường xá có thể hoạt động, lương thực, thực phẩm, vũ khí đạn dược làm sao có được. Vì vậy, ngay ở những năm ác liệt nhất của Trường Sơn, những người lính đường ống đã có mặt.
bộ đội đường ống chúng tôi tìm mọi cách chuyển sang vào, làm đường ống bằng lỗ ô này, sau đó thì kiệu xăng qua trọng điểm, tức là cứ mỗi một phi xăng một bốn người bì bõm lội qua trọng điểm. Chỉ được 2 ngày tôi thấy rằng không thể được, cuối cùng nghĩ ra là gùi xăng 400 thanh niên nam nữ đổ xăng vào ba lô lót ni lông gùi, nhưng tôi xăng nó ngấm qua ni lông và bắt đầu ngấm vào người bị ngộ độc, và cách đó cũng không được nữa. Thế thì nảy ra một cái sáng kiến là vần xăng dọc theo suối, và trong một đêm nó đánh 30 phi xăng đến đích thì 29 chiến sĩ hy sinh. Việc chuyển xăng vào cho tuyến 59 coi như bế tắc. Thế thì ở cái thời điểm đó thì đồng chí Đinh Đức Thiện dự cái diễn tập khối Bắc Sava mới phát hiện ra là bạn có một cái hệ thống đường ống dã chiến. Cái ống này ấy, lính ta có thể vác luồn lách trong rừng được, và khi đánh đứt có thể nối lại được. Thế thì từ tháng 11 năm 68 chúng ta bắt đầu đặt cái đường ống đầu tiên vượt đèo Mụ Dạ, chúng ta đưa xăng được sang bên Tây Trường Sơn. Đó là một cái kỳ tích, lần đầu tiên xăng đường ống có mặt trên đất Lào. Nhưng mà chỉ sau độ một tuần thì địch phát hiện và nó đánh cho tan tành cái vùng đó ra. Tất cả những chỗ nào mà thấp nó đánh tan tành hết, đánh cho có thể nói là cái trọng, chúng tôi gọi đấy là một cái cửa tử mà không biết rồi qua được không. Cứ một cây số là có 2 chiến sĩ hy sinh, tổn thất xăng rất lớn, có khi đầu này hàng nghìn mét khối, đến nơi chỉ còn vài chục mét khối. Và suốt cả nó cứ đánh, mình lại nghĩ tuyến khác để tránh, bây giờ chỉ có cách làm cho nó bất ngờ. Thế là chúng ta phải đưa cái đường lên cái đỉnh cao nhất của cái khu vực đó là đỉnh 911. Mà người Mỹ thì chắc không bao giờ người ta nghĩ rằng cái thằng Việt cộng có thể đưa cái đường ống lên chỗ cao như thế. Và nhờ cách đó thì chúng ta đã vượt qua được cửa tử. Cho nên những cái cuộc đấu trí của ta với Mỹ không chỉ là tìm tuyến tránh đâu, mà còn cả là cuộc đấu trí thực sự về mặt khoa học kỹ thuật. Và chúng ta cũng đã thắng. Đường ống chúng ta là cuối cùng vào đến Bù Gia Mập, Bình Phước. Đường ống sang dầu vào tận Bình Phước, ngay gần cửa ngõ Sài Gòn, để binh chủng tăng thiết giáp thành đội quân chủ lực tiến về Sài Gòn là một yếu tố hoàn toàn bất ngờ với kẻ địch. Từ năm 1959 đến năm 1975, từ một đoàn quân sự đặc biệt chỉ có 500 quân đến cả một bộ tư lệnh Trường Sơn hùng hậu với hàng vạn chiến sĩ, từ một đoàn gùi thổ thô sơ đến hàng chục ngàn xe cơ giới với một binh chủng hợp thành đủ các lực lượng. Đó có thể nói là một kỳ tích mà bộ đội Trường Sơn đã làm được, như một huyền thoại. Đường Trường Sơn đã giữ vai trò mang tính chiến lược trọng yếu để chúng ta bất ngờ thần tốc tiến về Sài Gòn, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Sáu mươi năm đã trôi qua kể từ ngày Hồ Chủ tịch và Bộ Chính trị ra nghị quyết tại hội nghị lần thứ 15 giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, và cũng đã hơn 60 năm kể từ ngày Trung ương quyết định mở tuyến vận tải đường Trường Sơn. Trong báo cáo gửi Tổng thống Kennedy vào năm 1961, tướng Taylor đã gọi tuyến vận tải này là Hồ Chí Minh Trail, nghĩa là đường Hồ Chí Minh, cái tên được cả thế giới biết đến. Trong cuốn sách của nhà báo người Bỉ Van Geet đã viết, Hồ Chí Minh Trail không chỉ là đường tiếp tế, nó còn là biểu tượng cho cả cuộc chiến tranh ở Việt Nam. Có lẽ vì vậy, Trường Sơn không chỉ cuốn hút nhiều học giả phương Tây, lịch sử của đường Trường Sơn còn trở thành một trong những bài giảng trong các trường đại học ở nhiều nước trên thế giới. Ví như đây là một đoạn phim 3D phục vụ cho việc giảng dạy ở trường Shaw, Sydney, Australia. Đường Hồ Chí Minh đã để lại những con số thật sự ấn tượng và khủng khiếp. Hãy thử điểm lại vài con số. 5 đường dọc, 21 đường ngang chính, tổng chiều dài 2 vạn km đường, 3.140 km đường kín, 1.900 km đường ống dẫn xăng dầu. Mỹ Ngụy đã mở 111.135 trận không kích với hơn 7,5 triệu quả bom. Đã hứng chịu 4 triệu tấn bom đạn, 29 triệu mét khối đất đá đã được đào lấp, sàn lấp 78.000 hố bom, phá 12.600 bom từ trường, 8.000 bom nổ chậm, 85.100 mìn các loại, đưa 2 triệu chiến sĩ vào Nam, 2.500 trận đánh, bắn rơi 2.450 máy bay Mỹ, 1 triệu tấn vũ khí được chuyển vào Nam, 2.3100 chiến sĩ đã hy sinh, 3.000 chiến sĩ bị thương. Thống nhất Bắc Nam là một quyết lý,
không có thể đưa lý luận xuống xuống để phải thắng quân địch được, mà phải có sức mạnh, phải có binh lực. Cho nên cả dân tộc không có con đường nào khác, biết rằng phải hy sinh xương máu, tốn kém bao nhiêu đi nữa thì cái công việc mà lập cái đường để mà thống nhất đất nước là không có gì thay đổi. Cạn dần ngôi mộ nào tên ai, cả nhà đang đợi về đi anh, cả nhà đang đợi về đi anh. Không chỉ có hàng vạn người lính mà còn có cả những sĩ quan cấp cao đã mãi nằm lại nơi này. Bác Đặng Tính lúc đó là chính ủy Bộ Tư lệnh Trường Sơn, đồng chí Nguyễn Tam Anh là phó chính ủy của sư đoàn 451 của chúng tôi, lúc đó là tôi là chính ủy sư đoàn. Bộ đội Trường Sơn hy sinh lớn lắm, hơn 23.000. Xe là một, cống binh là hai, phòng không là ba. Ba lượng ấy là hy sinh nhiều nhất. Liệt sĩ đã đưa về đây mới được 10.263 liệt sĩ. Tri ân đối với liệt sĩ, từ năm 1973 Bộ đội Trường Sơn, Bộ Tư lệnh Đảng ủy đã quyết định là cắt bóc mồ mả liệt sĩ về đây. Hầu hết xã nào, huyện nào, tỉnh nào nằm dọc đường Trường Sơn đều có những nghĩa trang liệt sĩ, giống như một lời tri ân những người con đã hy sinh thân mình để có được một đất nước Việt Nam thống nhất. Hơn nửa thế kỷ đã qua, từ ngày vị tư lệnh có mặt ở Trường Sơn, tướng Đồng Sĩ Nguyên cũng đã ở vào tuổi xưa nay hiếm, và những người lính trẻ của ông năm nào giờ cũng đã lên hàng ông bà. Nhưng họ vẫn thường xuyên đến với vị thủ trưởng cũ để những ký ức của Trường Sơn lại sống dậy như những ngày xưa ấy. Tất cả đều vui vì thủ trưởng vẫn mạnh khỏe. Còn gì vui hơn sẽ có mặt tư lệnh trong dịp kỷ niệm 60 năm Trường Sơn. Vậy mà vị tư lệnh cuối cùng của Trường Sơn, Trung tướng Đồng Sĩ Nguyên đã ra đi. Ra đi, song chắc chắn người thủ trưởng rất gần với lính ấy sẽ còn sống mãi trong lòng những người lính Trường Sơn. Chỉ tiếc là vị tướng huyền thoại đã không còn kịp có mặt trong buổi kỷ niệm 60 năm đường Trường Sơn, đường Hồ Chí Minh. 60 năm sau, những người lính Trường Sơn đang về thăm lại chiến trường xưa. Đây là khu mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp, người anh cả của Quân đội Nhân dân Việt Nam. Đại tướng cũng là người sát sao chỉ đạo đường Trường Sơn hàng ngày, hàng giờ. Nhìn những cánh rừng đầy sức sống, những con đường quanh co uốn lượn, bao ký ức lại hiện về. Đây Phà Long Đài, đây đường 20 Quyết Thắng, đường 12 với bao địa danh quen thuộc như dốc Ba Thang, cua chữ A, ngầm Ta Lê, đèo Phu La Nhích, khe Ve, bãi Dinh, cổng trời, đèo Mụ Già. Và đây ngã ba Lằng Khằng, con đường Trường Sơn Tây quen thuộc dẫn ra lùm bùm đường 9 về Bản Đông. Vâng, không thể nào quên được nghĩa tình của đất nước Lào, nhân dân Lào đã đùm bọc chở che để chúng ta có được những tuyến đường Tây Trường Sơn. Trường Sơn Tây, Trường Sơn Đông đã trở thành như một biểu tượng cho mối tình gắn bó thủy chung Việt-Lào anh em. Và may mắn thay, 60 năm sau, chúng ta vẫn còn được nhìn thấy, được trò chuyện với những người lính năm xưa của Trường Sơn,
để có thể hiểu hơn tầm vóc và ý nghĩa lịch sử của con đường Trường Sơn, đường Hồ Chí Minh, huyền thoại.